Đừng đánh xuống tại nào ạ? Thì tôi muốn lúc này giờ cũng xúc động. Và tôi muốn hỏi câu chuyện của bạn. Bạn đã biết xa nhà như thế nào? Thật sự là em... chịu những ràng buộc đó vẫn có thể tiếp tục xuất khẩu hàng hóa vào châu Âu với giá bán thấp phải trả chênh lệch nếu muốn bán hàng vào châu Âu. The Commission is fully committed to promote a level playing. Ủy ban châu Âu cam kết thúc đẩy một sân chơi bình đẳng cho người dân châu Âu và bình đẳng thế giới. Sức mạnh của thị trường Trung Châu Âu có tác dụng đòn bẩy. Chính sách thương mại của chúng ta là một trong những công cụ quan trọng tác động thực hiện các cơ chế theo thỏa thuận Paris để đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050.